Thưa quý vị, việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất chế biến là một trong những vấn đề đáng quan tâm tại các doanh nghiệp. Điều này không chỉ thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trước tình hình mới mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Với chủ đề tiếp tục đảm bảo an sinh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Diễn ra từ nay đến hết ngày 15 tháng 5, hoạt động sẽ tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Hiện nay, việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất, phân phối có thương hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được đầu tư phát triển theo chiều hướng bền vững. Tuy nhiên, mối nguy về an toàn có thể xảy ra tại bất kỳ giai đoạn nào trong chuỗi thực phẩm. Điều này cần sự chung tay của các doanh nghiệp trong ngành để nâng cao vai trò và trách nhiệm trong đảm bảo an toàn thực phẩm vì lợi ích của cộng đồng nói chung và đơn vị nói riêng. Thì hiện nay là nó rất hay ở chỗ là các cái siêu thị nó có một cái phương thức để kiểm soát an toàn thực phẩm mà không đợi cơ quan quản lý. Cơ quan quản lý làm là chuyện của cơ quan quản lý, còn bảo đảm họ là cũng phải tự làm để mà bảo đảm cho những nhà cung ứng hàng vô nó phải tốt, chứ nếu không thì họ sẽ mất thương hiệu. Đó, thì họ kiểm hàng đêm các cái test nhanh rồi gì vân vân. Và nếu như cái nào vi phạm thì chỉ cần họ đâu cần phải phạt như cơ quan nhà nước, họ chỉ cần ngưng không lấy hàng nữa thôi. Trong khi chúng ta thì chỉ có cách là xử phạt vi phạm hành chính, mà cái xử phạt vi phạm hành chính thì là xử phạt bằng tiền, và nặng hơn thì là gì, là tịch thu giấy. Nhưng mà nếu như mà những cái nơi mà đã gọi là bán trôi nổi, bán vỉa hè, đặc biệt xung quanh chợ đầu mối, có giấy đâu mà tịch thu. Đó, cho nên nó là một cái khó. Và thực ra thì cũng xử lý không được nhiều vụ việc đâu, nhưng mà nó sẽ mang tính răn đe. Còn thì cái chính là người dân phải ủng hộ. Cái đầu tiên là người dân cứ mua nơi hợp pháp, mua sản phẩm thì mua sản phẩm nào nó tốt. Với đặc thù là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung lượng lớn nguồn thực phẩm từ các tỉnh, thành phố trên cả nước. Chính vì vậy, với sự chung tay nỗ lực của các doanh nghiệp trong công tác đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phát triển ngành thực phẩm Việt Nam một cách bền vững.